Thông báo thu hồi điện thoại Galaxy Note 7 trên toàn cầu của Samsung được áp dụng ở ít nhất là 10 nước. Các khách hàng ở Hàn Quốc được thông báo đến các trung tâm dịch vụ để đổi điện thoại từ ngày 10 tháng 9. Một cảnh báo tương tự được gửi đến cho khách hàng ở Mỹ. Các chủ nhân máy điện thoại Samsung Galaxy Note 7 ở Mỹ có thể đổi lấy các điện thoại khác của Samsung và được tặng một thẻ mua quà trị giá 25 đô la Mỹ. Kế hoạch thu hồi 2,5 triệu điện thoại này có thể khiến Samsung thiệt hại khoảng 5 tỷ đô la Mỹ. Giá cổ phiếu của Samsung đã giảm tới 3,9% trong phiên giao dịch ngày 9 tháng 9. Trong những ngày cuối tuần này, nhiều hãng hàng không lớn trên thế giới đã yêu cầu khách hàng tắt điện thoại Galaxy Note 7 hoặc thậm chí phải cất điện thoại này trong hành lý ký gửi trước khi lên máy bay. Kể từ khi Samsung tung ra thị trường điện thoại Galaxy Note 7 hồi tháng 8, nhiều hình ảnh chiếc điện thoại này bị cháy được tung lên mạng xã hội. Samsung xác nhận pin của điện thoại này bị lỗi và họ đang cố vận chuyển điện thoại thay thế đến cho các khách hàng trong khi nghiên cứu chế tạo loại điện thoại mới.